Ai quan trọng nhất? Hôm nay bé Na được cô giáo khen. Cô nói Na tiến bộ, tập vỡ sạch sẽ, hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh. Nghe thế anh bút mực, bé bút chì vui lắm. Cả hai tranh nhau, ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất. Bút mực hào hứng. Anh là người giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Bút chì giải nảy. Không đúng, chính em mới là người đã giúp bé Na vẽ hình, Em không bôi bẩn vỡ như anh. Trước kia Bé Na không biết viết, nhờ có em kiên trì tập luyện cùng, Bé Na mới biết viết. Hộp bút nghe cả hai tranh luận, liền từ tốn nói, "Các cháu sai rồi, ai cũng có ích. Bút mực giúp Bé Na viết chữ rõ ràng, dễ đọc, bút chì giúp Bé Na vẽ hình và kẻ hàng." Nghe thấy, cả hai ngượng ngùng, bắt tay nhau hứa không ganh tị nữa. Ai quan trọng nhất Hôm nay bé Na được cô giáo khen. Cô nói Na tiến bộ, tập vỡ sạch sẽ, hình vẽ cũng rất ngộ nghĩnh. Nghe thế anh bút mực, bé bút chì vui lắm. Cả hai tranh nhau, ai cũng cho rằng mình có công lớn nhất. Bút mực hào hứng. Anh là người giúp bé Na viết những nét chữ xinh xinh mà cô giáo đã khen. Bút chì dãy nảy. Không đúng, chính em mới là người đã giúp bé Na vẽ hình. Em không bôi bẩn vỡ như anh. Trước kia bé Na không biết viết. Nhờ có em kiên trì tập luyện cùng Bé Na mới biết viết Hột bút nghe cả hai tranh luận Liền từ tốn nói Các cháu sai rồi Ai cũng có ích Bút mực giúp bé Na viết chữ rõ ràng Dễ đọc Bút chì giúp bé Na vẽ hình và kẻ hàng Nghe thấy Cả hai ngượng ngùng Bắt tay nhau hứa không ganh tị nữa